di chúc của người cha khiến nhiều bậc cha mẹ thức tỉnh. Mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, cha mẹ nào thì cũng đều muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con cái của mình. Thế nên, cha mẹ dường như không tiếc điều gì với con mình cả, nhất là trong những năm tháng cuối đời. Bao nhiêu của cải, bao nhiêu vốn liếng, tài sản dành dụm mấy chục năm cuộc đời, nhiều cha mẹ cũng trao hết cho con. Thế nhưng, cũng từ đây rất nhiều những câu chuyện bi hài đã xảy ra. Với những người con có hiếu, cha mẹ có cho hay không, cho bao nhiêu thì cũng không ảnh hưởng gì đến việc phụng dưỡng cha mẹ. Nhưng còn với những đứa con nhiều toan tính thì quả thực đây là điều khiến cha mẹ phải đau đầu. Trong video hôm nay, Ngẫm Sự Đời sẽ kể quý vị nghe hai câu chuyện. Hy vọng đó sẽ là những bài học để nhắc nhở quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi nhé! Câu chuyện thứ nhất, tờ di chúc cho những người con hiếu thảo, câu chuyện sâu sắc cho tuổi già. Có một ông gần 70 tuổi góa vợ. Ông có 5 người con hiếu thảo và sống rất hòa thuận với nhau. Đứa nào cũng có gia đình riêng, khá giả và thành đạt. Ông rất hài lòng, tin tưởng, tự hào về con cái mình. Xét thấy tuổi cao sức yếu, ông muốn chia toàn bộ gia sản cho con cái, mong giúp cho chúng có thêm điều kiện phát triển cơ nghiệp. Ông nghĩ con mình ngoan, hiếu thảo thì mình sống với bất cứ đứa nào cũng tốt. Căn nhà đang ở giao cho vợ chồng đứa út và ông sống cùng với vợ chồng nó. Phần tài sản lớn được chia gần như đều nhau cho các con. Được vài tháng, không khí trong nhà trở nên ngột ngạt. Vợ chồng nó hay xì xào điều gì mà trong ánh mắt không có mấy thiện cảm nào. Vợ nó hay đụng thúng đá nia, chửi chó mắng mèo những chuyện đâu đâu, làm cho ông khi nghe được cảm thấy bị chạnh lòng. Vợ chồng nó thường xuyên cãi nhau, đứa nào cũng trở nên nóng nảy. Con vợ la to, của cải chia đều mà mình phải nuôi ổng, thật là không công bằng. Ông buồn bỏ sang ở với vợ chồng thằng thứ hai, con thứ ba, thằng thứ tư, con thứ năm. Mỗi nhà cũng chỉ được vài tuần là có chuyện. Chúng hành xử như thể ông là người ở đậu, là của nợ. Chúng hợp nhau, bản tính căng thẳng về chuyện phân chia nhiệm vụ nuôi báo cô ông. Chúng bốc thăm theo tháng. Đứa chúng tháng 2, 28 ngày, cười vui vẻ. Đứa chúng tháng 31 ngày, méo mặt. Cứ đến chiều cuối tháng, chúng đẩy ông ra cổng. Ông ôm bọc quần áo, ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ, đứa kế mới đến đón về ở. Quá buồn và thất vọng, ông hay ngồi trước mộ bà, nước mắt chảy dài, chỉ biết tâm sự cùng với bà cho khuây khỏa, trông mong một ngày sẽ đi cùng bà, được sống mãi những tháng ngày hạnh phúc và kiếp sau không mong có những đứa con này. Thấy tình cảnh bi đát của ông, bạn ông cũng khá giàu có, tổ chức bữa tiệc mời tất cả 5 người con của ông đến dự. Trong men say là đà, ông dỉ tai từng đứa, dẫn đến căn phòng kín, chỉ vào chiếc dương to với nhiều ổ khóa và nói: "Đây là một nửa tài sản của 3 tụi con gửi và ủy quyền cho chú, sau này sẽ chia cho tụi con. Di chúc đã lập, chỉ chờ điền phần trăm cho từng đứa vào là xong." Lạ thay, ngày hôm đó chúng tranh nhau chăm sóc ông, đứa nào cũng muốn ông ở với nó. Tình thương đối với cha lai láng còn hơn lúc trước khi chia tài sản. Ông hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cảm động rơi nước mắt và nghĩ: "Đây mới chính là những đứa con thân yêu, những dâu hiền, rể thảo của mình." Ông được sống những ngày tháng sướng nhất cuộc đời mình. Thời gian màu hồng cứ thế trôi đi, thêm hơn 10 năm nữa thì ông ngã bệnh, tiên đoán sẽ không qua khỏi trong vài ngày tới. Chúng khóc lóc, nắm tay cha không nỡ buông ra. Giây phút âm dương chia biệt, ngậm ngùi. Chiếc dương được bạn ông tức tốc trở đến đám tang và được đặt trịnh trọng bên cạnh quan tài. Dưới hàng chục ánh mắt hao háo nhìn vào, tang lễ được cử hành thật trang trọng, tốn kém rất nhiều. Phần mộ uy nghi bên cạnh mộ bà và ước nguyện theo bà của ông cuối cùng cũng đã đạt. Sau phần tang lễ là chiếc dương được chúng nhanh chóng bật nắp, mà trong lòng ai cũng hy vọng mình được phần lớn trong di chúc
do công lao chăm sóc, tình thương và hiếu thảo của mình với cha. Nắp dương được mở, một dương đầy cát, một tờ di chúc với nét chữ thân thuộc siêu vẹo và chữ ký của cha. Chỉ có những kẻ ngốc mới chia hết gia tài cho con mình khi còn sống. Kỳ thực câu nói này chứa đựng biết bao nhiêu nỗi lòng của người cha, đúng không quý vị? Những tưởng đã lo cho con cả đời thì trong những năm tháng cuối đời sẽ được hưởng phúc phần từ con, hoặc ít nhất là cũng phải được con cái đối xử một cách tử tế. Nhưng thực tế lại vô cùng phũ phàng với ông lão này, quý vị nhỉ? Câu chuyện thứ hai, cha già để lại hết tài sản cho người giúp việc. Sau khi ly hôn vợ cách đây 50 năm, ông Trần sống với người con gái. Vì quá yêu thương con, ông quyết định để lại hết tài sản cho vợ và dẫn con ra đi, hai bàn tay trắng xây dựng cơ nghiệp từ đầu. Ông cũng không đi thêm bước nữa vì muốn dồn hết tình cảm, sự quan tâm cho con gái. Người cha già với tình thương và tấm lòng hy sinh hết mức cho con gái duy nhất, nhưng đáp lại chỉ là thái độ vô tâm, xa cách. Dành cả tuổi trẻ để làm việc và nuôi con, đến khi về già, ốm yếu, ông Trần lại chịu cảnh cô độc lủi thủi. Khi ông ngã bệnh, người con gái chỉ ghé thăm được vài lần, rồi sau đó mất tích, dù cô chỉ ở cách ông khoảng 1 giờ lái xe. Sức khỏe của ông Trần ngày một giảm sút, không thể một mình xoay sở ăn uống. Cô con gái đã tìm thuê một bà giúp việc để bản thân không phải động tay động chân vào việc chăm sóc cha. Con gái thà bỏ một khoản tiền cho giúp việc để nhẹ nhõm và đỡ phải ghé về nhà thăm cha. Thật chua xót, người con gái mà ông yêu thương hết mực khi trưởng thành lại hắt hồi, lạnh nhạt với cha. Ông Trần đã trải qua những ngày cuối đời đầy cô độc với nỗi nhớ con da diết. Cô con gái gần như không còn đến thăm cha, lâu lâu chỉ gọi điện hỏi thăm. Khi đã sức cùng lực kiệt, người cha già đã viết cho con một lá thư đầy cảm động. Chỉ mình cha cô đơn trong bệnh viện, nhìn người khác có con cháu đến thăm nuôi mà lòng quặn thắt. Cha nhớ con gái quá. Con có vào thăm bố được đôi lần, nhưng vội vàng quá. Dù có giúp việc chăm sóc cha rất tận tình, nhưng người cha già này vẫn khô héo vì bị bỏ rơi con gái ạ. Chính sự vô tâm của con gái duy nhất khiến ông Trần đưa ra quyết định sẽ chuyển căn nhà và số tiền tiết kiệm 800.000 nhân dân tệ, khoảng 267 triệu đồng cho người giúp việc đã chăm sóc và ở bên ông trong những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời. Trong bản di chúc ông viết, còn lòng hiếu thảo của con với bố chỉ đáng giá 1 tệ thôi. Số tiền 1 tệ quy đổi chỉ tầm 3.000 đồng, quả là bẽ bảng cho cô con gái. Được cha yêu thương và không ngại hy sinh, nhưng cô lại vô tâm đến mức tàn nhẫn. Lời viết trong di chúc của ông chính là bài học thức tỉnh cho con gái, dù đã quá muộn màng. Với sự bất hiếu như vậy, thật không đáng nhận một xu. Quý vị thấy đấy, đây chính là câu chuyện thấm thía về lòng hiếu thảo, bổn phận của con cái với cha mẹ già. Cha mẹ nào cũng yêu thương con và mong muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Có những bậc cha mẹ cả đời vất vả làm việc, tích góp tài sản chỉ để khi nhắm mắt xuôi tay, dành cho đời con cháu. Nhưng người cha già trong câu chuyện trên kiên quyết không để tài sản cho con gái sau khi ông qua đời. Đây chính là sự trừng phạt của người cha thức tỉnh con gái, cũng như biết bao phận làm con bất hiếu với cha mẹ. Câu chuyện đồng thời cũng là lời nhắc nhở phận con cái hãy biết quan tâm, chăm sóc, ở bên báo hiếu cha mẹ. Đừng để những ngày cuối đời của bậc sinh thành trôi đi trong cô độc. Việc chăm sóc cha mẹ khi về già không phải vì số tiền thừa kế, mà đây là bổn phận của con cái. Lòng hiếu thảo với cha mẹ già là biểu hiện của việc sống nhớ ơn, hiểu nguồn cội và biết mình được sinh ra, trưởng thành, khôn lớn là nhờ ai. Ý nghĩa của câu chuyện như lời cảnh tỉnh đến các bậc cha mẹ tránh yêu thương con cái quá đà, dẫn đến tình cảnh con cái vô tâm, ích kỷ, chỉ biết đòi hỏi. Tốt nhất, hãy rèn cho con sự tự lập. Khi con trưởng thành, đủ tuổi, tự lo liệu bản thân, thì cha mẹ cũng nên tính đến chuyện tích cóp cho mình để khi về già trở thành gánh nặng của ai. Nếu quý vị thường xuyên đọc báo, xem đài, thì cũng sẽ biết rằng
Trên thế giới, những vị tỷ phú thường hiếm khi nào để lại toàn bộ tài sản của mình cho con cái. Đa phần, họ đều mang đi làm từ thiện. Vợ của Steve Jobs, người được thừa hưởng khối tài sản hơn 10 tỷ đô la sau khi nhà sáng lập Apple qua đời năm 2011, đã cam kết phân phối tài sản của người chồng quá cố một cách hiệu quả, theo những cách giúp chắp cánh cho các cá nhân và cộng đồng một cách bền vững. Con của Steve Jobs không tham gia hay phản đối gì việc phân bố tài sản thừa kế của cha, vì phần rất ít dành cho các con đã đến hàng triệu đô la Mỹ. Steve Jobs không để lại toàn bộ tài sản cho con, không có nghĩa là chẳng cho con gì cả. Nếu chỉ là một người bình thường, họ cũng không hề nghèo túng với số tiền 1% tài sản của ông bố tỷ phú. Còn nếu là hồ tử, chắc chắn họ sẽ lại tiếp tục tự mình ghi tên mình vào danh sách các tỷ phú mà không cần chú thích là con của ai đó. Các tỷ phú đã cho chúng ta một bài học rằng giúp con đạt được ước mơ của chính mình, cùng con thành công nhưng vẫn khiến con tự hào không núp bóng cha mẹ. Cho con niềm tin luôn được gia đình thương yêu, sẵn sàng hỗ trợ khi cần. Niềm tin mình đi đúng hướng mới chính là yêu thương con thật sự. Cuộc sống phía trước rất công bằng khi mình đã cố gắng, chính là những gì quý giá nhất cần trao cho con hàng ngày. Trong suốt quá trình cùng con trưởng thành, chứ không phải chỉ là những tài sản thừa kế được trao đi khi cha mẹ không còn cơ hội ở bên và thấy con hạnh phúc. Quý vị thân mến, người xưa có câu, cha mẹ hiền lành để đức cho con, cho thấy sự quan trọng của cha mẹ trong việc hình thành và phát triển nhân cách của con. Người ta thường nói, có thể có nhân tài sinh ra từ một gia đình nghèo, chứ rất ít khi có một người con ưu tú có nguồn gốc từ một gia đình bất hảo. Cách sống của cha mẹ là nền tảng cho tương lai của con, nên ta hay nói cha nào con nấy. Một gia đình tốt sẽ luôn là niềm tự hào của con cái và trở thành hình mẫu chuẩn mực mà con cái sẽ mang theo trong suốt cuộc đời. Vì vậy, để sống một đời hạnh phúc an nhiên cũng mang để tích đức cho con cái, người mẹ nên làm những điều sau đây. Quý vị cùng tiếp tục theo dõi để rút bài học cho chính mình nhé. Điều thứ nhất, cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói. Cổ nhân có dạy, bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất, nghĩa là bệnh từ cái miệng do ăn uống mà đem vào, họa cũng từ cái miệng do nói chuyện thị phi mà tạo ra. Phật dạy, trong 10 cái nghiệp của con người thì trong đó cái miệng đã chiếm gần một nửa. Quý vị biết đấy, các cụ xưa có câu, họa từ miệng mà ra, cho thấy mối nguy hiểm từ việc nói những lời thô bạo, thâm độc mà người ta gọi là ác khẩu, ác ngữ. Nói những lời mắng nhiếc thô tục có thể khiến chúng ta phải ăn năn hối hận suốt đời. Bởi lẽ, con người ta sống với nhau trên đời bằng tình thương. Vì vậy, đừng dùng lời nói làm tổn thương những người xung quanh, đặc biệt là người thân. Khẩu nghiệp là nghiệp nặng nhất đời người, là lực cản trở lớn nhất cho việc tu hành chính đạo, khiến chúng sanh mất đạo tâm, đoạn mất thiện căn làm người. Lời nói có thể xoa dịu nỗi đau trong lòng, làm vơi đi những tâm trạng buồn. Ngược lại, lời nói cũng có thể đưa con người vào vực thẳm của tội lỗi, có thể khiến người ta ăn năn hối hận cả cuộc đời. Trong đó, lời nói ác ngữ, ác khẩu là một trong những nguyên nhân đưa đến hậu quả như thế. Lời ăn tiếng nói trong cuộc sống vô cùng quan trọng, vì nhìn vào đó, họ đánh giá nhân cách của một con người. Vì thế, người ta khuyên uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, để nhắc ta nên cẩn thận hơn về lời nói của mình. Với mỗi hoàn cảnh, sự việc, hãy suy nghĩ kỹ càng để không phải ân hận về sau. Bên cạnh đó, quý vị cũng cần chú ý là với việc chưa rõ ràng, hãy nói một cách cẩn thận vì có thể sẽ vô tình làm ảnh hưởng đến người khác. Với những việc chưa xảy ra, không được ăn nói hàm hồ, phỏng đoán một cách tùy tiện sẽ gây mất thiện cảm đối với mọi người. Điều thứ hai, biết kiềm chế những cơn nóng giận. Kiểm soát được cơn nóng giận giúp ta tránh được những hậu họa không đáng có xảy ra. Chẳng phải Phật đã dạy trên đời tức giận
chính là hình thức kinh doanh lỗ nhất đó sao? Dù cơn giận có xuất phát từ lý do có chính đáng hay không, thì nó cũng mang lại phiền não cho chính mình. Bởi vậy, khi biết kiềm chế cơn nóng giận sẽ khiến bản thân không còn phiền não, có được đức tính nhẫn nhục cao quý. Chỉ cần tâm quý vị không nghĩ đến giận hờn, thì tự nhiên cơn phẫn nộ sẽ không xuất hiện. Gieo nhân nào rồi sẽ gặt quả ấy, báo ứng rồi cũng sẽ đến với kẻ ác. Vì vậy đừng biến bản thân mình vô tình gieo nhân ác khi chưa nguôi cơn giận. Hơn nữa, cổ nhân có câu nóng giận hại thân thể. Trong Hoàng đế Nội Kinh cũng nói tất cả bệnh tật đều sinh ra từ nóng giận. Tức giận giống như trận sóng thần bùng phát trong cơ thể con người. Nó không chỉ ảnh hưởng đến tâm trạng mà còn làm tổn hại đến sức khỏe. Quý vị hãy nhớ rằng con người sống trên đời quan trọng là cần hạnh phúc vui vẻ. Vui vẻ là một ngày mà lo lắng, bực tức thì cũng là một ngày. Tại sao không sống vui vẻ mỗi ngày, dù thế nào đi nữa thì trời cũng không sập? Nếu quý vị có thể ôn hòa với người khác thì người khác cũng sẽ ôn hòa với quý vị. Tính khí càng tốt thì càng có nhiều người ôn hòa và mong muốn kết giao với quý vị hơn. Người xưa có câu, càng thêm bạn càng có thêm nhiều con đường. Càng có nhiều bạn, càng hiểu biết nhiều, càng có nhiều khả năng gặp được quý nhân tri kỷ, vận khí tự nhiên sẽ càng tốt. Điều thứ ba, thường xuyên nhắc nhở bốn chữ vàng từ bi hỷ xả. Từ bi hỷ xả là bốn tâm thức cao thượng mà người hướng tới. Từ là tình thương cho vạn vật xung quanh, mong ước mọi người luôn được hạnh phúc. Bi là thương xót cảm thông trước sự đau khổ của người khác, hy vọng họ sớm vượt qua những nỗi đau ấy. Hỷ là vui cùng niềm vui của người khác, thật lòng chúc mừng trước thành công của người khác. Xả là từ bỏ tham lam, ích kỷ, không cố chấp vào một việc hay bất cứ điều gì. Bốn tâm này giúp chúng ta xóa bỏ bốn phiền não là sân hận, ganh tị, buồn bực và tham muốn. Quý vị hiểu đơn giản rằng khi chúng ta đối xử ác, không thiện với người khác thì người bị hại chỉ chịu ảnh hưởng 30%, còn chính bản thân chúng ta lãnh hậu quả 70%, đó là hủy hoại chính mình. Nếu muốn bản thân bạn khỏe mạnh, tạo phúc đức cho con cái, thì người làm cha làm mẹ phải có tấm lòng nhân ái đối với chúng sinh, đối đãi với người khác bằng thiện tâm, từ bi và hòa ái. Quả báo có thể không hiển thị ngay, mà qua vòng vận động của thời gian, không chỉ một đời người mà có quan hệ đến thế hệ sau hoặc những kiếp chuyển sinh sau đó. Đặc biệt là vai trò của người mẹ quý vị ạ. Trời sinh người phụ nữ chính là giữ vai trò thủy, thủy tính, chính là trong phong thủy trong nhà. Người phụ nữ có thủy tính là có tướng vượng phu. Thủy tính trong sạch, nhu hòa có thể làm thay đổi nhân tâm, bồi bổ chỗ khuyết. Thủy tính bị ô nhiễm đục ngầu sẽ làm tổn thương gia đình. Quy luật nhân quả có thể không xảy ra ngay tại kiếp này, mà nó sẽ di chuyển qua vòng tuần hoàn của kiếp luân hồi. Những gì cha mẹ làm có thể báo lên kiếp sau của người con. Vì vậy ngay từ bây giờ, hãy sống nhân hậu, yêu thương mọi người, đối xử chân thành với mọi người như đối với chính bản thân mình. Có như vậy, đời sau sẽ ăn được trái ngọt. Quý vị thân mến, cổ nhân từng nói rằng tích đức cho con cháu. Con trẻ nếu như có thể thành đạt, không nhất thiết phải dùng đến tiền của để lại. Con trẻ mà không thể phát đạt, tiền của có để lại bao nhiêu cũng đều tiêu tán. Cho nên chia bằng lưu lại âm đức cho con cháu. Tích tồn tài vật, chia bằng hãy tồn trữ phúc báo. Vậy phúc báo tích trữ ra sao? Làm điều tốt thì tích phúc báo. Nhường nhịn và chịu thiệt mà tích phúc báo đều là những việc mang ý nghĩa tốt cho người khác mà đắc được phúc báo. Không nên xem nhẹ phúc báo. Phúc báo cũng còn có thể cứu được mạng người. Tiền bạc của một người cũng phải đánh đổi từ phúc báo mà có. Có được phúc báo, tất cả của cải quý vị đều có thể tạo ra. Quý vị thân mến, quý vị đều biết phúc khí là sự may mắn có thể biến nguy thành an, gặp dữ hóa lành. Ở đời, ai cũng muốn có một cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc.
Nhưng phúc khí không phải tự nhiên mà có, không phải thứ có thể cưỡng cầu mà đắc được. Vậy quý vị có biết phúc khí đến từ đâu không? Phật giảng rằng mọi sự xảy ra đều từ tâm mình mà ra. Phúc khí là một loại tu dưỡng. Muốn có phúc khí, con người cần tu tâm dưỡng tính, gieo nhân phúc, làm điều thiện, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Họ tin theo luật nhân quả, tin rằng gieo nhân nào gặt quả nấy. Một người có phúc khí sẽ luôn mang trong mình năng lượng tích cực, luôn nhận được sự chào đón của mọi người xung quanh. Như vậy, không cần chủ động tìm quý nhân, quý nhân cũng sẽ nguyện lòng giúp đỡ họ khi cần thiết. Phúc khí cũng có thể tự sinh ra nhờ tu dưỡng. Người có phúc khí dồi dào có 3 phẩm chất sau đây. Quý vị có đoán được đó là phẩm chất gì hay không? Quý vị đã có đủ hay còn thiếu phẩm chất nào hay không? Hãy cùng ngẫm sự đời, tiếp tục lắng nghe và cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị nhé. Mời quý vị cùng theo dõi. Phẩm chất thứ nhất, người sở hữu khuôn mặt phúc hậu, toát lên vẻ thiện lương. Người xưa có câu, tướng do tâm sinh, là câu nói chúng ta thường hay nghe thấy trong cuộc sống. Một người có tính cách như thế nào thì sẽ ít nhiều thể hiện lên gương mặt như thế đấy quý vị ạ. Bề ngoài của một người là sự biểu hiện nội tâm của người đó. May mắn của một người luôn được bày ra hết trên khuôn mặt. Người xưa từng nói, các hữu nhân duyên mạc tiễn nhân, nghĩa là mỗi người sinh ra trên đời đều có con đường riêng của bản thân mình, không cần phải ngưỡng mộ người khác. Cát nhân tự có thiên tướng. Câu này hiểu một cách đơn giản thì chính là một người lương thiện sẽ bộc lộ ra hết ở vẻ bề ngoài. Một người có phúc sẽ có một khuôn mặt hiền lành, thích làm việc thiện. Khuôn mặt của họ luôn toát ra sự lương thiện, tử tế. Mà một người như thế dễ khiến người khác cảm thấy yêu thích từ tận đáy lòng, chủ động làm thân. Sự may mắn tất nhiên cũng sẽ như hình với bóng, quý vị ạ. Còn một số người trong mặt mày dữ tợn, phần lớn đều có lòng dạ hẹp hòi, tính tình nóng nảy. Người như thế dễ khiến người khác chán ghét, có cảm giác sợ, không dám gần gũi, khó gặp được may mắn. Tướng mạo của một người không phải là không bao giờ thay đổi, ngược lại tướng mạo sẽ thay đổi theo nội tâm của chính người đó. Vì vậy, chỉ cần quý vị phải thường xuyên nhìn vào nội tâm của chính bản thân mình, giữ được sự lương thiện và yên tĩnh, lâu dần sự nóng nảy sẽ được giảm bớt đi từng ngày. Cho đi tình yêu sẽ nhận lại tình yêu, cho đi hạnh phúc tất sẽ nhận được hạnh phúc. Phẩm chất thứ hai, lạc quan và luôn luôn mỉm cười. Mọi người thường nói, những người thích cười thường sẽ gặp nhiều may mắn. Vì vậy cho nên, nếu như quý vị muốn gặp may mắn, thì bài học đầu tiên chính là học cách mỉm cười. Điều này không khó, nhưng với nhiều người, từ lâu, việc mỉm cười đã chẳng còn dễ dàng nữa rồi. Nếu nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, vậy thì nụ cười cũng có thể xem là mặt tiền của một con người. Hoàn cảnh thay đổi theo trái tim, nụ cười có thể nói là sản phẩm bảo dưỡng rẻ tiền nhất và cũng có hiệu quả nhất. Một người có nụ cười trên môi mỗi ngày nhất định là người tràn đầy niềm vui, mang lại cho người khác một loại cảm giác thoải mái, ấm áp. Một cảm giác tích cực tràn trề sức sống, khiến cho ai nhìn thấy cũng đều vui vẻ, muốn làm thân. Quý vị chắc chắn cũng rất thích được tiếp xúc với những người mang năng lượng tích cực, hay cười và vui vẻ, đúng không ạ? Vậy thì người khác cũng như thế, họ sẽ thích gương mặt rạng rỡ, nụ cười tươi tắn của quý vị hơn là một bộ mặt rầu rĩ, nhăn nhó và khó chịu. Người có phúc luôn biểu lộ ra một vẻ hiền lành hòa nhã, khiến người ta có cảm giác như được tắm gió xuân. Một người có phúc luôn giữ nụ cười trên môi, dùng thái độ tích cực lạc quan đối diện với cuộc sống. Thái độ sống của những người luôn giữ nụ cười trên môi, thường lạc quan tích cực, may mắn sẽ luôn đồng hành cùng họ. Vì vậy, dù có gặp phải những điều tồi tệ đến đâu, có lẽ đó chỉ là một thử thách mà ông trời ban cho chúng ta. Chỉ cần quý vị ngày hôm nay không nản chí, ngã lòng, không tiêu cực sa sút mà dùng trạng thái tâm lý tích cực lạc quan đối diện với nó,
nghĩ mọi cách để giải quyết nó. Trong quá trình đó, vẫn không quên mỉm cười, may mắn tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Đừng tiếc nụ cười của mình, quý vị nhé, vì thực sự nó rất đẹp đấy. Phẩm chất thứ ba, khiêm tốn, nhún nhường, không tự cao, tự đại. Không biết quý vị đã từng nghe đến hay chưa, nhưng mà tục ngữ Trung Quốc có câu: Mộc tú vu lâm, phong tất thôi chi, đôi xuất vô ngạn, lưu tất xuyền chi, hành cao vô nhân, chúng tất phi chi. Câu này dịch ra thì có nghĩa là những người có tài năng, phẩm hạnh xuất chúng thường dễ bị người khác đố kỵ, chỉ trích. Những người thích thể hiện bản thân và thích chơi chổi là tự mang lại cho mình những tai họa không đâu. Một người thông minh thật sự luôn biết khiêm tốn, nhún nhường, không đến thời khắc mấu chốt nhất quyết không tùy tiện làm con chim đầu đàn. Quý vị thấy từ thực tế cuộc sống rồi đấy, phàm những người thường xuyên ra vẻ ta đây kiêu căng, tự mãn thì sớm muộn cũng sẽ dẫn đến thất bại. Ngược lại, những người luôn biết mình, sống khiêm tốn thì chắc chắn là sẽ nhận được nhiều lợi ích hơn. Khi một người biết khiêm tốn nhún nhường thì tấm lòng mới trở nên rộng lớn hơn, tài vận hanh thông và may mắn đến không ngừng. Con người sống trên đời vài chục năm, từ trước đến nay, điều khó thực hiện không phải là làm sao leo lên được đỉnh núi, mà làm như thế nào để duy trì được sự khiêm tốn. Nếu như quý vị ngông cuồng, tự đại, trong mắt không có người khác, kiêu ngạo, tự mãn chỉ vì có một chút thành tích, sẽ chỉ khiến người khác duy trì khoảng cách với quý vị. Dần dần, quý vị sẽ không có các mối quan hệ xã hội, không có quý nhân nâng đỡ. Vậy may mắn sẽ càng ngày càng rời xa quý vị mà thôi. Ngược lại, nếu như quý vị biết cách sống khiêm tốn nhún nhường, quý vị sẽ giữ được một trái tim bình dị, đối xử tốt với mỗi con người, phúc báo sẽ càng ngày càng nồng hậu. Quý vị nhớ nhé, lúa chín thường uốn cong mình, người thông minh thường cúi đầu. Một người thông minh may mắn thật sự sẽ không bao giờ có tính cách khoe khoang, họ sẽ luôn khiêm tốn với mọi người xung quanh. Những người như vậy sẽ được người khác chào đón mọi lúc, mọi nơi, nhận được sự tôn trọng và khen ngợi của mọi người. Trên đây là ba phẩm chất đáng quý của một người có phúc khí. Chắc chắn là quý vị cũng có thể làm được như thế, đúng không ạ? Quý vị thân mến, đã bao giờ quý vị tự đặt ra cho mình một câu hỏi rằng trên đời này, ai là người quý vị tin tưởng nhất? Ai sẽ là chỗ dựa an toàn nhất cho quý vị chưa ạ? Nhất là khi mà quý vị già đi, chắc chắn là mỗi người sẽ có cho riêng mình những đáp án khác nhau. Đúng là khi con người bước vào tuổi trung niên, vừa được hưởng hạnh phúc gia đình sum vầy, con cháu đầy đàn, lại vừa cảm nhận được niềm hạnh phúc bình dị, thanh thản. Dẫu biết rằng tuổi trung niên là sống cho hiện tại, càng về già càng nên thận trọng trong cuộc sống, càng phải nghĩ nhiều hơn đến việc nên làm gì, nên đối xử thật tốt với những ai. Với ba người sau đây, tuổi trung niên cứ an tâm dựa vào, bởi vì họ chính là những chỗ dựa vững chắc nhất, an toàn nhất dành cho quý vị đấy ạ. Ba người này là những ai? Ngẫm giờ đời một quý vị cùng theo dõi trong video ngày hôm nay nhé. Người thứ nhất, cha mẹ có nhân cách tốt. Cha mẹ chính là những người thầy đầu tiên trong cuộc đời con và theo con đến suốt cuộc đời. Chính bởi vậy mà cha mẹ có sức ảnh hưởng và tác động rất lớn đến những đứa con của mình. Khi chúng ta đến tuổi già, mặc dù có một số lượng đáng kể cha mẹ đã qua đời, nhưng vẫn còn rất nhiều cha mẹ còn sống, thậm chí có nhiều người còn cả cha và mẹ. Cha mẹ thực sự là một trong số ít những người muốn quý vị sống ngày càng tốt hơn. Họ không bao giờ quan tâm đến sự đền đáp của quý vị cho những nỗ lực của họ. Thậm chí bố mẹ thường lo nhiều hơn cho quý vị. Phần suy nghĩ cho mình sẽ luôn quá ít ỏi. Họ sẵn sàng cho đi tất cả những gì họ có cho con cái. Cha mẹ sẽ luôn coi chúng ta như một người không phải là người thân nhất với mình. Có câu nói, trên đời này, người có thể đối xử tốt với bạn chính là cha mẹ. Nếu như quý vị có một cuộc sống tốt đẹp và gặp cha mẹ tốt, quý vị phải yêu thương và chăm sóc họ. Đây cũng là một điều may mắn cho chính chúng ta đấy.
chúng ta vẫn thường cho rằng chỉ cần kiếm thêm chút tiền là có thể giúp cha mẹ an hưởng tuổi già. Kỳ thực, những gì cha mẹ cần không phải là quá nhiều vật chất, mà hơn hết chính là cảm giác an toàn. Đó chính là cảm giác không cần phải cố gắng làm hài lòng của con cái, không cần phải dè dặt trước mặt con cái, không cần phải lo lắng về sự già nua và lóng ngóng vụng về khiến con cái ruồng bỏ. Thái độ tốt nhất đối với cha mẹ mà chúng ta nên có chính là luôn luôn giữ họ trong trái tim mình. Ngay cả khi chúng ta hay bàn tay trắng, cha mẹ cũng phải hiểu tấm lòng của chúng ta mà không cảm thấy lo lắng. Theo một ý nghĩa nào đó, cha mẹ còn là điểm kết thúc của cuộc đời chúng ta. Họ có thể chứng thực chúng ta rốt cuộc sẽ trở thành kiểu người như thế nào, sẽ là người thất bại hay sẽ là người thành công. Nhưng nếu cuộc sống của quý vị tồi tệ và quý vị không gặp cha mẹ tốt, đừng buồn, hãy chăm sóc bản thân cũng tốt. Người thứ hai, bạn đồng hành có quan hệ tốt và nhân cách tốt. Trên thế giới này có những người tình chung thủy và tình cảm, và tất nhiên có những người bạn đồng hành tàn nhẫn và vô ơn. Nếu đối tác của quý vị không quan tâm đến quý vị trong thời gian bình thường, thì quý vị cũng nên có sự chuẩn bị trước về mặt tinh thần. Sau này quý vị khi già đi, anh ấy cũng sẽ không chăm sóc quý vị. Vì vậy quý vị cần phải lên kế hoạch trước. Ngược lại, nếu ngày thường quý vị có một người bạn đời chăm sóc mình chu đáo, thì quý vị nhất định phải đối xử tử tế với họ, tích phúc cho bản thân. Đối tác của quý vị có đáng tin cậy hay không, có thể được nhìn thấy trong thái độ hàng ngày của quý vị. Người biết nóng lạnh lúc bình thường, biết giúp đỡ quý vị trong công việc đều là người tốt. Có một chương trình truyền hình thực tế về các cặp vợ chồng. Trong chương trình, một người vợ đã lên sân khấu để tố cáo chồng mình. Sau khi kết hôn, thái độ của anh ấy với tôi dần dần thay đổi, không còn chiều chuộng tôi như trước. Anh ấy chán tôi, thường xuyên trốn tôi đi uống rượu, tụ tập, hát hò với bạn bè. Nhiều hôm, thậm chí còn về rất khuya. Trước khi kết hôn, người chồng cái gì cũng nghe theo vợ. Nhưng sau khi kết hôn, mọi thứ trở nên thay đổi. Thậm chí còn nhiều lần định động chân, động tay với vợ. Người chồng ngồi nghe, một lúc lâu sau, cuối cùng giải thích. Em lúc trẻ, quả thực khá xinh. Nhưng kể từ sau khi sinh con xong, em trở nên béo hơn, xấu hơn. Bạn bè anh cũng bảo em như vậy. Anh thấy em không xinh đẹp bằng vợ người ta, nên đi liên hoan anh không đưa em đi cùng. Thỉnh thoảng anh cũng thấy em phiền. Lời của người chồng khiến cả trường quay lúc bấy giờ bất bình. Ngay cả người cố vấn trong chương trình cũng không chịu nổi mà mắng người chồng một trận. Cô ấy xuống sắc, còn không phải là vì cái nhà này. Nếu những việc này đều do anh làm, anh ở nhà nấu cơm, trông con, giữa đêm ngủ dậy cho con ăn sữa, dỗ con, vậy thì người trẻ trung là cô ấy, còn già đi chính là anh đấy. Người khác chê vợ anh già, xấu, anh chỉ biết xấu hổ. Nhưng tất cả những gì cô ấy làm đều là vì anh, không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Tất cả điều đó dẫn tới sự già nua, xuống sắc của cô ấy. Người chồng nghe xong chỉ biết cúi đầu xấu hổ. Trước đó trên mạng có một câu hỏi thảo luận như thế này: vì sao phải đối xử tốt với vợ? Có một câu trả lời nhận được rất nhiều lượt like rằng: cô ấy một mình rời xa gia đình thân thương, nơi mình được bao bọc, để tới một gia đình vốn dĩ xa lạ, gửi gắm cả cuộc đời cho tôi. Cô ấy chấp nhận hy sinh cả vẻ ngoài, thứ mà một người phụ nữ trân trọng, thậm chí cả sức khỏe, mang thai 9 tháng 10 ngày, chịu đau đớn để sinh con cho tôi. Cô ấy cùng tôi trải qua thời khắc vui vẻ nhất ở bên tôi, khi tôi tuyệt vọng nhất. Hạnh phúc nửa đời còn lại của tôi đều do cô ấy mang lại. Bạn hỏi vì sao phải đối xử tốt với cô ấy? Đây là điều mà tôi nên và cần phải làm nhất. Có người khi bị người khác chế giễu là sợ vợ vì luôn nhẫn nại bao dung sự nóng tính của vợ mình, từng nói: vợ là chi phí cố định của người đàn ông. Cô ấy lo cho từng bữa ăn, giấc ngủ, cho bạn giường ấm, đệm êm, còn giúp bạn sinh con, hiếu thuận với ba mẹ,
lại còn phải ra ngoài kiếm tiền. Thứ tốt thì tính cách thường thất thường, vụ đầu tư này không bao giờ lỗ. Vợ hoặc là đảm bảo giá trị đồng gửi, hoặc sẽ chỉ khiến nó tăng giá. Đúng vậy, đối xử tốt với vợ là vụ đầu tư chỉ lời không lỗ. Yêu thương vợ cũng là đăng tích phúc khí và vận may cho chính mình. Và càng là điều mà mỗi một người chồng nên làm nhất trong cuộc đời mình đấy quý vị ạ. Bởi khi già, họ chủ yếu là người đáng tin cậy, và cũng chính họ là người mà quý vị có thể yên tâm để dựa vào. Người thứ ba, con trai và con gái có tính cách tốt và tình cảm. Một người quan trọng trong cuộc đời người mà chúng ta cũng phải luôn trân trọng, gìn giữ, đó là con cái. Con cái có mối quan hệ máu mủ ruột rà với chúng ta mà không ai có thể sánh bằng. Trách nhiệm của quý vị trước con cái là phải luôn làm gương cho con học hỏi những điều tốt, dạy dỗ chúng trở thành con người có ích cho xã hội và biết uống nước nhớ nguồn. Có con rồi, bất kể người làm cha làm mẹ nào cũng sẽ cảm nhận được tình cảm mà cha mẹ dành cho mình lớn đến nhường nào. Bởi chính bản thân quý vị khi đó cũng luôn muốn dành mọi điều tốt đẹp nhất cho đứa con của mình. Con cái chính là nguồn sinh lực vô tận, giúp quý vị luôn mạnh mẽ đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống, trở thành người tốt đẹp hơn vì con. Với bậc làm cha mẹ, rồi sẽ đến một ngày, con cái rồi sẽ lớn lên, sẽ rời xa vòng tay của quý vị, tự mình khám phá thế giới. Thế nhưng, chứng kiến con trưởng thành nên người, mạnh mẽ trước bão giông và thành đạt trong cuộc sống, đó chính là niềm hạnh phúc và sự báo đáp lớn nhất mà bậc cha mẹ nhận được. Đây là niềm vui và sự thỏa mãn mà không tình cảm nam nữ, vợ chồng nào có thể sánh bằng. Trên thực tế, hầu hết mọi người đều có con để dưỡng già. Trong mắt của hầu hết mọi người, con cái quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Con ruột cũng là người có thể dựa dẫm vào một cách vô điều kiện. Con cái có tinh thần trách nhiệm thì tự nhiên có lòng hiếu thảo. Còn những đứa trẻ thiếu tinh thần trách nhiệm và đạo đức thì phải tránh càng xa càng tốt. Loại người này không thể dựa vào. Trên đây chính là ba chỗ dựa an toàn, ba người thân thiết nhất với quý vị, không chỉ trong những năm tháng tuổi già mà còn là cả cuộc đời nữa. Vậy nên quý vị nhất định phải trân trọng và giữ họ thật chặt bên mình quý vị nhé. Video ngày hôm nay của Ngẫm Sửa Đời đến đây là hết rồi. Quý vị có đồng tình hay có thêm những chia sẻ nào khác với chúng tôi không ạ? Ban biên tập của kênh rất mong muốn sẽ nhận được thêm nhiều ý kiến đóng góp cũng như những câu chuyện của quý vị gửi về. Vì thế, quý vị đừng ngần ngại chia sẻ với Ngẫm Sửa Đời bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Bên cạnh đó, Ngẫm Sửa Đời cũng mong rằng quý vị có thể bớt chút thời gian quý báu của mình để nhấn nút yêu thích video cũng như đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi. Đây cũng chính là nguồn động lực vô giá để đội ngũ biên tập có thêm nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Sửa Đời.